Xin chào anh em nhé. Hôm nay này mình cũng rất muốn là quay một cái video anh em tham khảo, tức là dòng cây gì và nuôi con gì. Đấy, hôm nay là mình thấy là phát triển rất là mạnh như con lươn này. Đó. Mình zoom lại cho anh em. Tức là trộn tỉ lệ 50-50, chuồn quế 50, cám viên 50. Đó, ăn hết rồi. Còn ít cám viên nổi lên thôi. Còn chuồn là nó ăn như gần như hết. Cái theo như mình thì nuôi cái con lươn này thì nó rất là hiệu quả. Tại vì là mình thì bổ sung thêm cám viên, còn trùng khuế nữa. Tức là vật nuôi nó phát triển rất là nhanh. Đó. Mình phải xay, nhưng mà mình không xay thì đấy, chuồn quế nó những chưa kịp ăn vội kịp thì là nó sẽ bò lên như này. Mình không làm chuồn đông lạnh. Không làm chuồn đông lạnh nên là nó thỉnh thoảng mình vét xuống tí là nó lúc xong nó hết. Bởi vì cái chuồn đông lạnh nó không được tức là nghĩ là độ tốt nó không bằng cái con chuồn tươi. Mình cứ khai thác đâu mình cho ăn đến đấy. Này, con chuồn tươi nó rất là tốt. Thì năm 2020 mình rất là muốn anh em nếu như mà làm thì mình nghĩ là con lươn. Bởi con lươn này là hiệu quả kinh tế con lươn này nó rất là cao. Đó. Nó cao về cái mặt kinh tế là nó cái đầu ra nó là không phải nó nghĩ. Còn về cái nuôi của nó thì đúng thật rất là dễ. Mình nuôi như thế này mình cảm thấy nó phát triển rất là dễ, rất là ok. Hôm nay mình làm một cái vít nếp ngắn ngắn quay cho anh em tham khảo thôi. Còn cái con lươn thì là mình nên để cái độ ấm như này. Mình trong Tây Nguyên này nó nắng và nó mưa thất thường. Tức là nếu mình không làm được con giống, không làm được con giống tự ở trong cái vùng nhà mình, như là cái vùng nước nhà mình đó, là nó sẽ không thể nào nuôi được là lươn không bùn. Đây mình cũng là nuôi không bùn nhưng mình có giá thể đó, nên hôm nay là mình cũng làm một cái clip này mình quay đấy, là mình giới thiệu cho anh em. Bởi vì nhà mình nó đã chăn là như đây, là mình đã đến bây giờ nó được khoảng cỡ 6 tháng nó phát triển rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn này, nó cái bèo rồi cỏ và thứ là nó tốt như này, càng tốt nhá. Tức là mình đừng có sợ, đừng có giãn đi làm gì cả, cứ để hết như thế này luôn, không giãn ra cũng không dọn, mình chỉ tháo nước mình thay nước. Đó, khi là cứ khoảng cỡ lúc nào nước nó đục đục bẩn bẩn thôi thì mình thay thôi. Bởi vì là cái con lươn này ấy, mình mua giống là lươn công nghiệp, lươn thuần đấy nhá, để mình về mình làm sinh sản. Đó, nhưng đến bây giờ ấy, thì là mình nghĩ là nên nuôi cái mặt cái con này, cái con lươn này, bởi vì mình thả trong cái bể này nó nằm vào cỡ 20 mét vuông, nó tức là nó nằm ở trên 3.000 con, nhưng mà cái tỷ lệ thất thoát của nó là mình theo như mình nghĩ là nó không có.
Mà cái bữa mình thả là nó nằm vào cỡ 350 đến 370 con trên ký. Mình đến bây giờ thì hôm nọ mình bắt lên mình cân thử ấy. Tức là bắt ngẫu nhiên đấy, chứ không phải là tóm được con nào tóm đấy, chứ không phải là mình chọn. Thì thấy nó nằm vào cỡ độ tầm độ 250 đến 300 gram đó, trên một con. Đấy, thế nên là mình cũng hôm nay là mình cũng giới thiệu anh em là nếu mà ai có dự tính mà muốn nuôi ấy, thì theo như mình ấy, thì nên nuôi cái phương pháp này. Tức là nếu quản lý về dịch bệnh thì khả năng là nó không bằng nuôi theo kiểu kia. Thế nhưng mà về cái mặt sinh thái, mặt ổn định của nó thì theo như mình, nếu như mình phải đi mua giống thì mình nên nuôi kiểu này. Nuôi kiểu này nó an toàn hơn. Mình chỉ để độ khoảng cỡ một thời gian, chẳng hạn như là 8 tháng thì theo như mình nghĩ thì nó sẽ đạt. Nếu 8 tháng thì nếu nuôi bằng chuồn quế kiểu này thì theo như mình nó sẽ đạt từ 350 trở lên, 350 gram trên con trở lên, chứ không ở dưới. Và bây giờ mình đã nuôi được khoảng cỡ trên 4 tháng rồi. Chỗ này là khoảng cỡ gần suýt soát 5 tháng đấy. Tức là hiện tượng bây giờ có con đã đẻ rồi. Cứ vừa rồi mưa xuống này là có con đã sùi sùi bọt rồi, đẻ rồi. Nhưng mà mình dự tính là hôm nào mà nó lớn rồi đấy là mình sẽ loại riêng. Loại ra khoảng cỡ bao nhiêu con để mình làm sinh sản, còn đâu là mình bán, chứ mình không để tất như này nữa. Đợt trước là mình thả là cũng có ý định là thả tất để làm sinh sản hết, nhưng mà bây giờ mình lại rút ra cái kinh nghiệm là tức là cái tỷ lệ nuôi như này thì nó không được đồng đều, nó không được đồng đều như là mình nuôi kiểu kia, nên bắt buộc mình hẳn phải cả nó ra để mình chọn những con nó đồng đều để mình nuôi sinh sản. Mình sẽ quyết tâm là mình đã làm được con lươn sinh sản ở cái vùng EK này. Thế là mình cũng không kỳ vọng là nuôi để sinh sản để bán, nhưng mà mình chỉ phục vụ cho mình đó, bởi mình có nguồn thức ăn của nó là rất là ok, nên là mình rất là muốn là thuần hóa được con lươn ở đất này để mình nuôi sinh sản đó. Chứ bây giờ mỗi một lần mà đi mua giống ấy thì nó thứ nhất là nó cũng khó. Con lươn nó cũng rất là khó, mà mua ở nơi khác, ở Đắk Lắk mình thì ít, nhưng mà ở nơi khác có, nhưng mang về là nó lại do bê hoát hóa lý ở nước luôn. Đấy, nên là mình rất muốn là thuần nó. Mình đã thử rất là nhiều, nuôi không bùn có, nuôi bằng giá lẻ ni lông có. Thế nhưng mà mình thấy cái biện pháp mà nuôi bằng cái bèo này, cây ngô và có cái cây le ở dưới để mình làm cái sàn, xong rồi mình cho cây ngô rồi bèo tây, nó tốt như này. Tại vì Tây Nguyên là nó lắng, lắng và nó mùa khô nó lắng, nó rất là lắng. Mình đây nhá, mình không có mái che mái chiếc gì. Đấy. Mình thả tự do như này luôn, lượng nước rất là ít. Mà năm hôm bận thì có cả nửa tháng thì mình mới thay nước một lần. Nó cũng không ảnh hưởng gì, con lươn phát triển rất là ok. Cái lượng bèo nó dày này, gần như là mình cảm nhận như là nó là một cái rừng hoang á, đấy chưa đó. Nhưng mà con lươn không có ảnh hưởng gì, con lươn vàng đấy rất là đẹp, rất là tốt đó. Thì hôm nay là mình cũng thời gian nó cũng rỗi rỗi nên là mình quay, mình làm một cái video giới thiệu anh em là nếu như ai mà có đam mê về con lươn ấy, mà mình bị thất bại đó, thì theo như mình nên làm như này. Bởi vì mình cũng nuôi thử nghiệm rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà nếu nuôi theo kiểu này thì mình thấy là rất là đạt. Đấy, đến bây giờ là mình đã dám khẳng định một câu là nó đã đạt, là mình nắm bắt được. Bởi vì cái số lượng lươn mình thả xuống, mà số lượng lươn bây giờ mình còn thực tế ở trong hố, ở trong bể. Đó, thì mình cũng quay cho anh em tham khảo. Đó, anh em nào mà có nguyện vọng muốn nuôi con lươn ấy, thì mình
lên trang để mình bàn luận tính xem là như thế nào, mỗi người góp thêm một chút cái kinh nghiệm vào để mình phát triển cái con lươn này lên. Còn theo như mình ấy, thì mình sẽ không thể bỏ được cái con lươn này. Đó. Rất là tốt, rất là ok. Đó, anh em nào mà cần tư vấn thêm một cái gì về con lươn nuôi theo kiểu như này thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ đặt cái số điện thoại của mình ở trên cái phần miêu tả. Mình ở đây mình đã nuôi thành công rồi. Nếu anh em nào muốn xem cái lươn ăn cắm viên của mình ấy, mình nuôi rất nhiều mặt con, dạng như con cua đồng, con ba ba, đấy, con lươn. Đấy, thì mà rút đi rút đại thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ đẩy con lươn lên là con chủ lực. Đấy. Thì hôm nay mình cũng làm nó như thế. Nếu mà mình nhấn mạnh với anh em ấy là cái lượng bèo ấy nó dày và cỏ, tất cả những cái gì nó mọc ở trong cái bể này thì mình để nguyên như thế, càng tốt càng rậm càng tốt. Đó. Con lươn càng phát triển tự nhiên, nó gần như là tự nhiên. Đó. Mình cho ăn con trùn quế, mình cho ăn trùn quế vào thì là mình chỉ cần bổ sung 2-3 ngày, nhưng mình chỉ bổ sung thêm một ít men tiêu hóa thôi, còn ngoài ra là mình không có cho một ít kháng sinh nào cả, tức là không trị một cái gì cả. Đó. Thì anh em nào mà coi mà thấy cái video này có cái gì hữu ích thì cho mình xin một cái nút đăng ký và nút like để cho nó cái kênh của mình nó phát triển, để anh em giao lưu. Còn cũng có rất là nhiều những cái mà nó chưa được tốt về cái chất lượng hình ảnh hoặc là về lời nói hay cái gì đó thì cũng mong anh em bỏ qua. Còn nếu như mà anh em nào mà ở gần thì qua trại giao lưu, tức là trại của mình là tổng hợp, chăn nuôi tổng hợp, chuồn được nhất là con bò, sống đến con chuồn, chuồn trong con ba ba, con lươn. Đó. Mà mình cũng dùng lươn đông lạnh rồi, dùng run đông lạnh rồi. Đó. Nhưng đến bây giờ là mình không dùng run đông lạnh nữa, cho ăn kiểu này thì mình không say, mà lươn mình nó lớn rồi nên là mình không cần say. Đó, nên là mình cứ thả xuống nó ăn, cũng có tỷ lệ bò lên trên thành này một ít, nhưng mà mình chỉ cần đẩy xuống 1-2 lần là hết, là nó ăn hết. Đó. Thì anh em nào ở gần thì cứ qua trại giao lưu. Đó, trại của mình là Xuân Phú Ea Ca Đắk Lắk. Mình trại tổng hợp bò, run, lươn, cá ba ba, gà. Đấy, dòng cây ăn quả, cây công nghiệp. Đó thôi, cũng chào anh em nhé.